Bạn thì chúng ta lại gặp nhau. Thì hôm nay qua clip này tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cái dòng súng Quân Sơn R2F, cái kiểu full hình elip. Thì tôi cũng nói thêm là cái súng Quân Sơn mini thì nó sẽ có hai kiểu, một cái kiểu là hình elip và một kiểu hình tròn. Đây là súng Quân Sơn R2F là kiểu hình elip và R2R là full cái tia kiểu hình tròn. Thì đây là cái súng Quân Sơn R2F có kim bec là 0.5 mm, thì được sử dụng rất nhiều để phun dặm vá, phun trên các cái sản phẩm nhỏ và vừa. Thì chúng ta mua về chúng ta sẽ có hộp đây. Bây giờ tôi sẽ mở cái hộp ra cho các bạn xem. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có cái cốc đựng sơn 150 ml cốc nhựa. Thì cốc nhựa bây giờ được sản xuất ra là rất là nhẹ, bền và cái rất là dễ dàng vệ sinh. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ có cái cà lê này, rồi con ốc đối hơi và một cái bàn chải. Tiếp nữa chúng ta sẽ có cái catalog, rồi backlit đó, rồi chứng nhận của hãng đó, chứng nhận của hãng Rona. Thì tiếp nữa chúng ta sẽ có cái súng Hun Sơn R2F kim bec 0.5. đây chúng ta xem, đây trên thân nó sẽ có thương hiệu Rona, có cái mã R2. Đây là nút chỉnh cái lượng sơn nhiều ít, đây nút chỉnh độ trụng xòe này, đây là nút chỉnh lượng hơi này. Thì chúng ta sẽ trên này chúng ta sẽ có là cái số 05 km 0.5, và chúng ta sẽ mở cái bec ra chúng ta sẽ thấy số 05 ở trên cái thân này đó, là cái km 0.5. Ngoài ra trong quá trình sử dụng ấy, chúng ta có thể là thêm cái lọc nước này để chúng ta có thể là lọc sạch cái hơi nước trong quá trình sử dụng. Đó, chúng ta có thể lọc sạch cái hơi nước. Đó, chúng ta có thể thêm ít băng gâu non vào đây, chúng ta gắn cho nó chặt. Đó. Đây, chúng ta không có sợ nó vướng cái nút này nhé. Nút này vẫn chỉnh được bình thường ha. Rồi. Đây, chúng ta có thể là cầm chúng ta xịt để cho sạch hơi nước này. Rồi nếu mà chúng ta cần đưa cái lượng hơi vào cho nó đều, không có lúc mạnh lúc yếu trong quá trình sử dụng á, chúng ta có thể sử dụng cái chỉnh áp này, chỉnh áp mini gắn vào cái đuôi của cái súng này đó, nó có thể thêm cái chỉnh áp vào đây. Rồi tiếp nữa là chúng ta cũng có thể là thêm cả cái lọc nước vào để thành một bộ đó, thành bộ cả lọc nước và chỉnh áp, vừa lọc được hơi nước, hơi dầu từ máy nén khí, và chúng ta sẽ cầm chúng ta phun rất là nhẹ nhàng đó. Ngoài ra trong quá trình mà sử dụng á, thì chúng ta nên sử dụng thêm cái dụng cụ vệ sinh 17, cái bộ dụng cụ vệ sinh LX208 này để vệ sinh sạch sẽ cái súng Hun Sơn của chúng ta. Thì trong quá trình sử dụng thì để bảo bảo sức khỏe thì chúng ta nên sử dụng thêm cái khẩu trang 3M, khẩu trang 3M để bảo vệ sức khỏe đó, để lọc cái bụi sơn vân vân. Thì trên đây á, công ty View Việt chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về cái dòng súng Hun Sơn R2F của hãng Rona Đài Loan, kim bec 0.5 mm. Thì hy vọng qua clip này quý khách có thêm nhiều lựa chọn cho mình. Để ủng hộ kênh và nhận được các clip mới nhất á, thì quý khách vui lòng like, share, subscribe. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn, chào tạm biệt quý khách, chúc quý khách thành công.